bát nhã ba la mật sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ách. Hãy nghe này xá lợi Phật ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tướng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhờ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tướng thành thức trong không, mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhạn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào ba la mật thắm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoang kinh, xa lìa mộng tưởng đào điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đi xoa ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đi xoa. Gate Bodhiswaha, Gate Gate Paragate, Parasan Gate Bodhiswaha, Gate Gate Paragate, Parasan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi chia sẻ chiều nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ba tiếng chuông trở về với hơi thở của mình, và chúng ta ngồi yên tĩnh tâm chừng 5-3 phút để chúng ta có thể thực sự trở về với chính mình.
thiết lập được cái sự bình an, thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng tiếp nhận được những cái lời chia sẻ. Và chúng ta có thể quý vị không cần ghi nhiều nha, nhưng mà khi mà mình thực sự trở về được với chính mình thì toàn bộ tất cả những cái gì mình nghe được, mình sẽ biết rằng mình đã có sẵn hết cả. Chứ quý vị không cần phải ghi nhiều, tại vì khi mình ghi nhiều thì mình có khi mình lại đánh mất mình. Và tất cả những gì chúng tôi chia sẻ, thật ra như chúng tôi đã thưa với quý vị sáng nay á, sau khi Đức Phật đã thành tựu rồi, Đức Phật không có muốn nói. Tại vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, ai cũng đã bình đẳng với nhau, tất cả mọi pháp nó đã hiện hữu rồi. Chẳng qua là mình bị cái vô minh nó che lấp, mình quen với cái sống, với cái quá khứ và mong cầu ở tương lai, thành ra mình đánh mất đó, thành ra mình che mất hết tất cả những cái thực sự mình đã thực sự có. Thành ra sẽ mời quý vị cùng nghe ba tiếng chuông, chúng ta trở về với hơi thở của chính mình, thiết lập lại sự bình an thảnh thơi, và chừng 5-7 phút rồi chúng ta bắt đầu cái buổi chia sẻ chiều nay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều nay là ngày 22 tháng 10 năm 2012, và chúng ta có cái buổi chia sẻ thứ hai tại thiền đường Sangha ở Santa Ana, California. Thì trước hết chúng tôi xin lỗi là chúng tôi không có cái thời gian để mà sắp xếp cái giáo trình này. Mà cái này chỉ là những cái mà chúng tôi gửi cho trên Tịnh Diệu để cho quý vị tham khảo thôi. Thành ra cái cách bố cục của nó chưa có thực sự là một cái bút lệ hoàn chỉnh. Thì quý vị lật vào cái trang 59 thì chúng quý vị sẽ thấy cái sườn, tức là cái outline của những cái điều mà chúng ta sẽ chia sẻ. Thì trang 59 là cái nghệ thuật sống khỏe mạnh và thành thơi. Thì quý vị thấy đó là những cái điều mà chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có đủ thời gian để cùng chia sẻ, cùng phân tích hết tất cả những cái điểm đó. À không, mình phải đánh số theo thứ tự quý vị. Tại vì đó là cái hồi nãy trên Tịnh Diệu đã nói với quý vị đó, là cái này chưa có sắp xếp. Thành ra mình phải đánh số thứ tự từ đầu đến cuối hết. Thì khi mà chúng tôi nói đến đâu thì chúng tôi sẽ cho quý vị lật. Chỉ cần quý vị không biết, quý vị lật một lát thì có khi nó nhiều cái trang nó trùng nhau. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để mà đi qua
Và chúng tôi cũng nghĩ rằng ở đây không phải là một cái khóa tu học liên tục mà dài ngày, thành ra để cho nó thực tiễn. Và như sáng nay chúng tôi có thưa với quý vị đó, là chúng tôi muốn chúng ta thực sự đem những cái lời dạy của Đức Phật biến vào trong cái cuộc sống thực tế của mình. Thành ra những gì mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ dùng cái ánh sáng của thiền quán và khoa học để chúng ta soi sáng nó. Và khi mình làm một việc gì thì mình phải thực sự hiểu nha. Thực sự hiểu, và mình khi mình đã hiểu rồi thì mình mới làm được nó một cách có hiệu quả hơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy chúng ta có những cái chúng ta làm rất nhiều, rất thường xuyên, nhưng mà hầu như nó không đạt được cái hiệu quả. Bởi vì chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, cũng như chúng ta không ứng dụng được cái lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như quý vị thấy cái bài pháp đầu tiên khi mà Đức Phật chia sẻ với 5 người bạn đồng tu của mình sau khi Ngài thành tựu cái đạo quả giải thoát là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế. Ngay trong cái bài pháp đó nó đã nói lên được cái nhân quả. Nhân quả là gì? Quý vị thấy đó là cái quy luật vận hành của vũ trụ trên cái nguyên lý là bảo toàn năng lượng. Và nó cũng có cái nguyên lý hai mặt. Và cái nguyên lý hai mặt đó nó cũng tuân thủ cái định luật bảo toàn năng lượng. Thành ra trong cái bài pháp đầu tiên đó, Đức Phật đưa ra cái đầu tiên hết là gì? Cái khổ đế, phải không? Tức là những cái hiện hữu, những cái hiện thực trong xã hội. Và hầu như tất cả mọi người đều có thể đã chứng nghiệm, đã kinh qua, và ai cũng biết hết. Thì khi mà đưa ra một cái người ta đã thấy, người ta đã thực nghiệm, đã chứng nghiệm rồi, thì lúc đó mình mới chỉ cho người ta biết cái nguyên nhân tại sao nó bị như vậy, phải không? Thì đó là vế thứ nhất. Nhưng mà đối với cái vế thứ nhất đó thì quý vị ngay trong cái vế thứ nhất nó đã có nhân và quả. Nhưng mà thay vì đưa cái nhân ra trước, bây giờ quý vị, Đức Phật đưa ra cái quả trước, tức là cái hiện thực ngay trước mắt, ngay cái thực tế trước, rồi mình mới quay về đi tìm cái nguyên nhân của nó. Thì như vậy trong cái vế thứ nhất, trong hai cái gì, cái sự thật thứ nhất nó đã mang tính cách nhân quả hay là cái nguyên lý bảo toàn của nó. Rồi đối với cái vế thứ nhất, trong hai cái sự thật thứ nhất đó thì nó có cái sự thật thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thì như vậy đối với cái sự thật thứ nhất là khổ thì nó sẽ có cái mặt thứ hai của nó là cái đế thứ ba là cái lạc. Thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy, tức là nếu có cái sự an lạc thảnh thơi thì phải có cái con đường, cái phương pháp, cái nghệ thuật để dẫn tới nó. Thành ra cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật nó đã bao hàm hết tất cả những cái quy luật vận hành của vũ trụ và rất rõ ràng trong đó. Và sau đó thì trong cái nghệ thuật mà để đạt được cái đó thì cái bài pháp kế tiếp nữa là gì? Cái bát chánh đạo. Thấy không? Tức là cái con đường để thực hiện được những cái đó, để dẫn tới cuộc sống an lạc thảnh thơi giải thoát đó. Và cái bài pháp quan trọng đầu kế đến là cái bát chánh đạo. Thì trong cái bát chánh đạo đó thì cái gì là cái đầu tiên? Cái chánh kiến. Tức là mình phải có cái thấy, cái đúng đắn đã, rồi từ đó mình mới tư duy ha. Rồi mình mới có cái chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn. Thành ra nếu như mình không có cái chánh kiến, mình không có, như hồi sáng nay chúng tôi nói là gì, hầu như trong tất cả các bài kinh căn bản đều có cái như lý tác ý. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu mình làm, tại sao mình làm như vậy, thì có khi mình càng tinh tấn, mình càng làm bao nhiêu, mình càng đi sai bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái chánh kiến nó phải đi trước cái chánh tinh tấn. Mà nếu như mình có chánh kiến rồi, có chánh tư duy rồi, có chánh nghiệp, chánh mạng, tức là mình biết đúng, mình làm đúng, nhưng mà mình không có tinh tấn, một bữa nắng mà năm bảy bữa mưa thì cũng như không. Đó, thành ra mình phải hiểu được cái logic của nó. Và cái nguyên lý vận, lát nữa mình sẽ nói tới cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, nó tác động vào tất cả các pháp của thế gian như thế nào, và tại sao chúng ta phải theo cái trình tự
cái quy luật mà Đức Phật đã đưa ra trong các cái bài pháp đó. Và bởi vì chúng ta không có cái thời gian để mà đi một cách có thứ lớp, thành ra chúng tôi sẽ đi một trở lại là theo những cái nguyên lý đó. Tức là tất cả những gì chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ dùng cái ánh sáng của thiền quán và khoa học để mình soi sáng nó. Lấy ví dụ như trưa nay quý vị được thực tập ăn cơm trong yên lặng, trong chánh niệm, thì mình sẽ xem thử coi tại sao Đức Phật hướng dẫn chúng ta thực hành cái pháp môn đó, và qua những lời dạy nào trong kinh điển và cái ý nghĩa của nó tại sao như vậy. Rồi thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị thấy ở trên bảng có cái đồ hình này, thì nếu mà những vị ở xa thì có lẽ là quý vị sẽ không thấy được chi tiết. Thì ở đây chúng tôi nói luôn là nó sẽ nằm ở trong cái trang 74, trang số 74. Hồi nãy là trang 59, thì cái lật, quý vị lật tới trang 74 thì mình sẽ thấy được cái đồ hình đó. Tức là mình lật lùi từ sau tới là trang cuối cùng của mình là trang 78, thì mình lật lùi lại 4 trang thì quý vị sẽ thấy. Thì lát nữa khi nào có thời gian thì nhớ đánh số lại để sau này chúng ta theo dõi cho nó dễ. Rồi thì như chúng tôi vừa thưa với đại chúng là trưa nay thì chúng ta được thực tập cái ăn cơm trong chánh niệm. Thì cái trước hết là chúng ta phải biết rằng tất cả các loài chúng sanh, tất cả các loài chúng sanh nói riêng và tất cả các pháp trong thế gian này nói chung đều cần phải có năng lượng hay là thức ăn để sống còn và phát triển. Không có một cái pháp nào mà không cần cái năng lượng cả. Nếu như mình nhìn trực tiếp từ con người mình là mình cần phải có thức ăn để sống còn và phát triển là điều tất nhiên, phải không? Chúng ta nhìn xa hơn, tức là chẳng hạn như một cái con vật lớn nhất, chẳng hạn như con cá heo, con cá voi hay là một cái con voi, thì nó cần thức ăn để nó tồn tại và phát triển đã đành. Nhưng mà còn nhỏ như một cái con vi trùng hay một con siêu vi trùng mà chúng ta cần phải phóng đại với cái kính hiển vi điện tử lên khoảng 200.000 lần trở lên chúng ta mới thấy được nó. Thì nhỏ như những cái sinh vật đó cũng cần phải có thức ăn để sinh tồn và phát triển. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà cho dù nhỏ như những con vi trùng hay siêu vi trùng như vậy, nó vẫn được coi là thể vật chất. Còn những cái gọi là những cái pháp phi vật chất, ví dụ như buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, bất an, đố kỵ, tranh giành, ghen tuông, quý vị nghĩ nó có cần thức ăn để sống còn và phát triển không? Có. Thấy chưa? Chỉ có cái là chúng ta nếu không có tu tập, nếu không có tỉnh giác thì chúng ta không biết cái loại thức ăn nào, có loại năng lượng nào là thức ăn của nó, là năng lượng của nó. Và cái thứ hai là lúc nào là lúc chúng ta nuôi dưỡng nó, lúc nào là lúc chúng ta nạp năng lượng cho nó. Thấy chưa? Đó.
Thì tại sao chúng ta cần phải xác định cái đó? Để chúng ta hiểu rằng tất cả các pháp trong thế gian này, cho dù nó là vật chất hay là phi vật chất như vậy, cho dù nó là lớn như là một cái con sinh vật, con voi hay con cá voi, hay là nhỏ như một con siêu vi trùng, tất cả đều cần phải có năng lượng, có thức ăn để sinh tồn và phát triển. Và thậm chí khi mình nói tới những cái pháp hữu hình, lấy ví dụ như một hạt bụi cũng vậy quý vị. Tức là sau này mình sẽ hy vọng mình sẽ có thời gian để mình đi vào những cái thí nghiệm đó. Tức là những hạt bụi mình thấy nó lơ lửng trong không gian bằng mắt thường nha. Tức là khi mình nhìn qua cái ánh sáng như vậy, hay là quý vị nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy trong cái ánh sáng chiếu ra có những hạt bụi li ti, mình vẫn nhìn thấy được bằng mắt thường. Tức là nó càng lớn gấp mấy trăm lần cái con vi trùng và siêu vi trùng rồi quý vị. Thành ra trong những hạt bụi đó là những sinh vật nằm trong đó, chứ không phải nó là những hạt bụi của không gian không thôi. Sự sống và cái tình thức có mặt trong tất cả các pháp, từ trong tất cả các hạt bụi. Thành ra mình nghĩ nó là hạt bụi, nhưng thực sự nó là những sinh vật, những sự sống trong đó cả. Và cái sự hình thành của các hành tinh cũng vậy, do từ những hạt bụi nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà nó gom lại, nó sẽ trở thành những hành tinh. Hay là nhiều hành tinh hợp lại thành cả một cái cõi thái hư này với hàng tỷ tỷ thái dương hệ. Thành ra chúng ta biết rằng đó là cái bài kinh đầu tiên khi Đức Phật nói về cái pháp trùng trùng duyên khởi, hay là cái sự cái tình thức, cái Phật Thánh nó đã có sẵn, đã hiện hữu trong tất cả các pháp. Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình là những sinh vật cao cấp mới có tình thức, còn tất cả những sinh vật khác, hay là tất cả những cái mình gọi là gỗ đá cây cỏ không có tình thức. Đó là lý do tại sao quý vị thấy trong cái bài sám hối của mình cuối cùng đó, khi mình hồi hướng đó, mình nói gì? Tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Là tại vì mình và các loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, nó cùng như nhau cả. Thành ra nếu như chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới phát triển được cái đồng thể đại bi. Chúng ta mới không còn cái sự phân biệt, chúng ta mới không còn cái ý thức để làm tổn thương nhau hay là phân biệt, và từ đó chúng ta mới tạo thành cái bản ngã, và đó là những cái bản ngã sai lầm nha. Thực tế thì không có một cái vật nào mà nó có thể riêng lẻ với nhau hết, nó đều cùng nhau để mà hình thành, cùng tương quan mật thiết với nhau. Rồi thì như vậy, khi mà chúng ta thiết lập được cái đầu tiên, chúng ta phải biết rằng tất cả các loài chúng sanh, hay nói chung là tất cả các pháp, đều cần có năng lượng để sinh tồn và phát triển. Thì như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi tới một cái thứ hai nữa, là tất cả các pháp trong vũ trụ này nó luôn luôn biến đổi không ngừng nha. Nó luôn luôn vận hành và biến đổi không ngừng. Thì cái đó trong đạo Phật chúng ta gọi là luật vô thường. Nhưng mà thực sự cái tên đó là mình đặt, và cái quy luật đó không phải là quy luật của đạo Phật. Quy luật đó là quy luật vận hành của vũ trụ. Bởi vì các pháp nó phải biến đổi không ngừng thì nó mới có thể phát triển tồn tại, nó mới có sự sống. Còn nếu như tất cả các pháp mà không vận hành, không di chuyển, thì mình sẽ hoàn toàn không có sự phát triển, không có sự sống nha. Thành ra nó đều là một cái nguyên lý của vũ trụ, chẳng qua là mình nhìn ở những khía cạnh khác nhau, thành mình đặt cho nó những cái tên khác nhau thôi. Nói như vậy để chúng ta biết rằng cái gì? Thứ nhất là khi mà mình đang có một cái thân khỏe mạnh, một cái tâm bình an, không có nghĩa rằng nó sẽ mãi mãi nó giữ như vậy. Phải không? Để chúng ta biết rằng nếu như chúng ta có được một cái thân khỏe mạnh, một cái tâm bình an, thảnh thơi, chúng ta phải làm sao
tìm hiểu cho được cái nguyên nhân nào, cái năng lượng nào, cái thức ăn nào, cái phương pháp nào để duy trì được cái tình trạng đó. Bởi vì không khéo thì không chống thì chày nó sẽ vô thường, nó sẽ biến mất. Quý vị thấy không? Nhưng ngược lại, nếu giả sử như chúng ta phát hiện ra mình có một căn bệnh nan y, một cái khối u, một cái tình trạng bất ổn, một cái tình trạng trầm cảm, hay là một cái điều mà chúng ta không mong muốn, thì như vậy chúng ta cũng phải vững cái niềm tin. Bởi vì tất cả các pháp đều biến đổi không ngừng, phải không? Và cái thứ hai nữa là tất cả các pháp đều cần có năng lượng để sinh tồn và phát triển. Như vậy lỡ bây giờ mình đi khám bệnh, đưa kết quả về mình bị một cái khối u ác tính, mình bị chẩn đoán một cái bệnh ung thư còn 3 tháng, 6 tháng nữa, hay là tự nhiên mình bị một cái accident, tự nhiên mình bị suy thoái về tinh thần, bị suy sụp, vân vân, thì như vậy mình cũng không có nên lo lắng, sợ hãi. Không có nên lo lắng, sợ hãi. Bởi vì mình đã vừa mới nói là tất cả các pháp đều biến đổi không ngừng, và tất cả các pháp đều cần có năng lượng để sinh tồn và phát triển. Như vậy thì 5 năm trước, 10 năm trước, mình đâu có bị cái khối u, mình đâu có bị viêm gan siêu vi, mình đâu có bị trầm cảm, mình đâu có bị cao huyết áp, đâu có bị mỡ trong máu, vân vân và vân vân, phải không? Thì như vậy cái thức ăn nào, cái cách ăn nào, cái môi trường nào đã dẫn đến nó, thì bây giờ mình cũng phải nhận ra. Và khi mình nhận ra được nó rồi thì mình sẽ có cách để chuyển hóa, bởi vì tất cả các pháp đều luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Quý vị thấy chưa? Để cho khi mà mình rơi vào một cái hoàn cảnh cực kỳ là khổ đau, bất an, mình cũng không nên bị kẹt vào đó. Bởi vì nếu mình không khéo, mình không hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, thì chính những cái lo lắng bất an đó mình đã tạo cái điều kiện cho nó biến thành hiện thực. Biến thành hiện thực. Thì lát nữa chúng ta sẽ học tới một cái quy luật nữa, mà cái định luật này, cái quy luật này nó chi phối hầu hết tất cả các pháp trong vũ trụ. Thành ra quý vị thấy trong cái lời dạy của Đức Phật có cái tứ chánh cần. Ở đây ai biết cái tứ chánh cần là gì không? Tức là cũng vậy, cái tứ chánh cần này nó cũng mang cái nhân quả và cái nguyên lý hai mặt. Tất cả các pháp trong vũ trụ này đều tuân thủ những cái định luật của vũ trụ một cách rất là triệt để. Tức là Đức Phật dạy gì? Nếu những cái pháp thiện, pháp lành nào đã khởi sinh và phát triển rồi, thì chúng ta sẽ cố gắng duy trì và nuôi dưỡng nó cho nó lớn mạnh hơn. Còn những cái pháp thiện, pháp lành nào mà nó chưa được khởi phát, nó chưa được sinh trưởng, thì chúng ta phải cố gắng tạo cái điều kiện nhân duyên để cho nó được khởi phát và sinh trưởng. Thì đó là mình nói về cái hướng tích cực. Ngược lại, nếu những cái pháp bất thiện, bất an nào mà nó đã lỡ sinh ra, thì bây giờ mình phải cố gắng nhận diện và hạn chế nó để chuyển hóa nó đi. Và cuối cùng, những cái pháp bất thiện, bất an nào mà nó chưa sinh trưởng, chưa phát triển, thì chúng ta cố gắng đừng có tạo nhân duyên, tức là đừng có tạo môi trường, đừng có nạp năng lượng cho nó để nó sinh sôi, nó sinh trưởng. Thành ra quý vị thấy những cái lời dạy thì nó rất là căn bản, nhưng mà có khi mình không nhìn sâu, mình không ứng dụng, thì mình không biết cái cách làm sao để mà mình thực hiện nó. Và cái định luật
mà nãy chúng tôi thưa với quý vị là nó sẽ chi phối hầu như tất cả các pháp trong thế gian này. Từ cái sự hình thành của một đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của vũ trụ cho tới cả các thiên hà đại địa, từ thể vật chất cho tới thể phi vật chất là gì? The law of attraction, lực hấp dẫn. Nếu mà không có cái lực hấp dẫn này thì hầu như hoàn toàn không có sự sống, không có sự hình thành của thế giới. Nghe. Cái lực hấp dẫn này nó có nhiều cái application, tức là nhiều cái ứng dụng khác nhau, và nó cũng có khả năng có nhiều cái tên gọi khác nhau. Lấy ví dụ như cái lực hấp dẫn này, một cái ứng dụng nhiều nhất của nó là mình thường nghe ông bà mình xưa nay nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ma bắt coi mặt người ta, mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Hay là mình nghe nói là gì? Phước bất tùng lai mà hòa vô đơn chí. Thành ra có khi mình nghe dù như mình không hiểu. Thì quý vị thấy rằng chẳng hạn như nó có cái nghĩa đen, nó có nghĩa bóng, tức là nó có cái sự và nó có cái lý của nó. Thành ra cái lực hấp dẫn đầu tiên, tức là nó sẽ đồng cùng tần số, cùng hình ảnh, cùng màu sắc, cùng một cái tính chất, thì nó sẽ gom lại với nhau, nó sẽ chiêu cảm với nhau. Thì đứng trên cái nguyên lý đó, quý vị thấy rằng nếu như không có cái định luật đó nó tác động vào, thì như vậy hoàn toàn không có một sự hình thành của thế giới này, không có sự sống. Lấy ví dụ nhìn thẳng vào con người mình trước, quý vị thấy nếu như không có cái quy luật đó, thì giả sử như trong cơ thể mình có hàng tỷ tế bào, nó sẽ phân tán đi, nó không bao giờ nó gom lại để hình thành cái con người này. Hay là trong cơ thể mình nó có hàng tỷ tế bào, nó có tế bào não, tế bào tóc, tế bào xương, tế bào da, tế bào gan, tế bào thận, tế bào tim, vân vân, và nó sẽ mix up với nhau, nó trộn lẫn với nhau, thấy không? Thì như vậy nó đâu có hình thành từng cái cơ quan, từng bộ phận để mình có trái tim, mình có lá gan, mình có lá phổi, mình có cái cục xương, vân vân. Thấy chưa? Nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn này thì nó với những tế bào gần giống nhau, lấy ví dụ như tế bào tim, thì nó sẽ hợp lại với nhau, nó gom lại với nhau, nó hình thành cái trái tim. Những tế bào gan nó gần giống nhau thì lúc đó nó mới gom lại với nhau, nó thu hút với nhau. Để nó thành cái tế, cái lá gan. Cũng tương tự như vậy, những tế bào xương nó bắt đầu nó gom lại với nhau để nó hình thành cái xương. Quý vị thấy không? Thành ra nhờ cái luật, quy luật đó mà mình mới có những cái cơ quan, những cái tế bào gần nhau nó mới bắt đầu nó gom lại với nhau, nó đến với nhau. Thì từ đó mình mới có được các cơ quan, rồi các cơ quan đó nó bắt đầu nó gom lại với nhau thành từng hệ thống, và cuối cùng chúng ta có cái thân tứ đại, có con người của mình. Và chúng ta nhìn xa hơn một tí xíu, nếu không có quy luật đó thì mỗi người sẽ sống một nơi, mình không có hình thành những cái gia đình, không có hình thành những cái bộ lạc, không có hình thành cái xã hội, thấy không? Thành ra khi mà nó còn ở một cái giai đoạn mà thấp kém, khi mà nó chưa phát triển hoàn thiện thì chúng ta sống rải rác. Nhưng mà khi mà người ta vận hành được theo cái quy luật của vũ trụ thì càng ngày mình hình thành những cái gia đình, những cái bộ lạc, những cái xã hội, những cái quốc gia. Đó. Rồi tới vũ trụ cũng vậy.
Quý vị nếu mà không có cái lực tương tác, không có lực hấp dẫn đó, thì các hạt bụi nó không có gom lại với nhau để nó hình thành các cái châu lục hay là các cái hành tinh. Nó không có hình thành lại thành những cái thái dương hệ, mà nó sẽ đi tản mát và thậm chí nó sẽ va chạm nhau. Nó không có thể nào giữ được một cái khoảng cách. Thành ra nó sẽ trở thành một cái sự hỗn loạn. Quý vị thấy không? Thành ra tất cả các pháp từ vật chất, từ con người, cho tới bây giờ mình nói tới những pháp phi vật chất cũng vậy. Tức là khi mà mình khởi phát một cái tâm niệm an lành, thì tự nhiên theo cái quy luật đó, nó sẽ chiêu cảm ha? Nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng, những cái từ trường an lành. Thành ra đó là lý do tại sao mình nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó có cái nghĩa đen và nó có cái nghĩa bóng. Nghĩa đen là mình thấy thực sự khi mình gần đèn thì mình thấy nó sáng ha? Mình gần mực thì nó sẽ dơ. Nhưng mà khi mình gần cái sự sáng sủa, sự tinh anh, thì như vậy là mình đã tạo ra cái từ trường nó tương ưng, thì nó sẽ chiêu cảm tới cái từ trường tương ưng. Thành ra cũng tương tự như vậy mà cái câu về ông bà mình dạy là ma bắt coi mặt người ta. Thấy không? Tại vì khi mà những người mình sợ ma, làm sao? Mình luôn luôn nghĩ tới nó, mình lo sợ. Thứ nhất là mình lo sợ. Mà lo sợ là gì? Là mình phát ra những cái sóng não hay là những cái từ trường tiêu cực. Mà mình nghĩ tới ma nhiều, tức là càng sợ bao nhiêu thì càng nghĩ tới nó nhiều. Tức là mình nghĩ thì mình phát sóng ra. Và khi mình phát sóng thì bên kia sẽ nhận sóng. Mình đang sống trong cái thế giới là phàm thánh đồng cư. Tất cả các loại chúng sanh hữu hình vô hình đều cùng trong cái thế giới này. Thành ra mình phát sóng thì người ta nhận sóng, mình gọi thì người ta đến thôi. Ha, đó. Cũng vậy, quý vị thấy ông bà mình nói là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Khi mình có một cái niềm vui, khi mình có một cái phước báo đến, chẳng hạn như khi mình trúng số độc đắc. Ha, khi mình trúng số độc đắc thì mình đâu có dám chia sẻ cho nhiều người, mình lo thủ cho một mình. Mình lo, mình sợ người ta chia bớt, mình không dám chia sẻ cho mọi người. Mình sợ người ta lấy của mình, hay là mình không muốn phân chia ra, thành ra mình thủ của mình. Và thậm chí khi mình sử dụng nó phung phí, thành ra nó sẽ phân tán và nó mất đi. Còn khi mà mình có những cái buồn bực, bất an, lo lắng, thì mình đem mình than với người này, mình chia với người kia. Thành ra mỗi một lần mà mình than vãn, mỗi một lần mà mình chia sẻ với những người khác không khéo, thì đó là cái lúc mà mình đã nạp năng lượng cho nó để nó quay trở về, nó sống còn và nó phát triển hơn. Thành ra khi mà mình bị những cái nỗi buồn, khi mình bị những cái nỗi buồn, những cái bất an, những cái lo lắng, thì nếu như mình không dừng được nó, không nhận được nó, thì những cái sóng thức vô tình đó là những lúc mà mình đã gửi nó ra và mình đã nạp năng lượng cho nó, để cuối cùng nó quay trở lại và nó tác động lên bản thân mình. Thành ra trở lại là hầu như tất cả các pháp trong thế gian này nó đều tuân thủ những cái quy luật đó hết. Và lát nữa khi mình nói đến cái nghệ thuật ăn của mình đúng, thì nó tác động lên kể cả vật lý, sinh lý và tâm lý. Còn khi mình làm sai á, thì nó cũng ảnh hưởng cả thân của mình và nó ảnh hưởng cả cái vũ trụ. Tại vì tất cả các pháp trong thế gian nó đều mutual, nó đều có cái mối tương quan, hỗ tương lẫn nhau. Về cái phần năng lượng này thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài khác sâu hơn. Và chúng ta sẽ có nhiều cái ứng dụng nhiều hơn. Đây mình chỉ nói cái tổng quát như vậy, để quý vị thấy rằng trở lại khi mà mình có được một cái thân khỏe mạnh, tâm bình an, mình đừng có vô tâm. Mình phải tìm hiểu xem cái điều kiện nào, cái nhân duyên nào, cái thức ăn nào, cái cách sống nào đã giúp cho nó có được như vậy, và mình tiếp tục mình duy trì và mình phát triển nó.
Cũng như ngược lại là khi mà chúng ta bị những cái bất an, những cái bệnh tật, và đặc biệt là ngày nay khi chúng ta cứ nghe nói là chúng ta bị những cái bệnh nan y, bệnh ung thư, và chúng ta lo lắng, sợ hãi, bất an, thì điều đó chẳng giúp được gì cho mình hết, mà vô tình nó càng làm mình có hại, làm cho bệnh lý mình càng ngày càng nặng nề hơn. Hay là cái nguy hiểm hơn, tức là như sáng nay với chúng tôi đã thưa với quý vị, là khi một cái pháp nào nó xảy ra, khi mình làm một điều gì, khi mình nói một cái gì, nó không phải nó chỉ ảnh hưởng chính bản thân mình, mà nó sẽ ảnh hưởng cả cái gia đình, cả cái cộng đồng và cả cái vũ trụ. Thành ra chính vì quá nhiều người không hiểu biết, mà quý vị thấy rằng ngày nay cái tình trạng bệnh nan y, bệnh ung thư càng ngày nó càng phát triển như cơm bữa. Là tại vì khi mà mình bị phát hiện cái bệnh đó, mình không có bình tĩnh để mà tìm ra cái nguyên nhân để mà giải quyết nó, mà trước hết ai cũng bị cái lo lắng bất an. Và ngay lúc đó là mình đã phát ra, mình đã lỡ có cái từ trường xấu rồi, mình đã có cái sự bế tắc, có cái bệnh lý rồi, và ngay lúc đó mình lại phát ra những cái tư tưởng, tức là những cái làn sóng đó liên tục, thành ra mình gửi nó vào trong không gian nhiều hơn, phát tán nó nhanh hơn, thành ra cái bệnh lý nó càng lan tràn nhanh hơn nhiều, nó ảnh hưởng đến những người khác đó. Còn những cái người mà có những cái tâm thiện, tâm lành, những người mà có cái lòng từ bi để muốn đưa hết tất cả năng lượng an lành ra thì nó quá ít đi, thấy không? Người mình thường có cái, từ xưa đến nay, từ lúc mình mới sinh ra, mình đã bị cái căn bản phiền não là tham sân si, mình muốn gom vào không à, ít khi nào mình muốn cho ra, thấy không? Mà nhất là những cái thiện, cái lành, cái tốt đẹp mình lại không muốn cho ra nữa, thành ra thế gian càng ngày càng bao phủ dày đặc với những cái bất an, đau khổ, và nó lại không có sự bình an, nó không có cái lòng từ bi, nó không có sự thương yêu, nó không có cái sự chuyển hóa. Đó, đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải nhắc tới cái nguyên lý vận hành của vũ trụ như vậy, để chúng ta phải cẩn thận ở mỗi một cái việc làm, mỗi một cái suy nghĩ của mình. Rồi, thì bây giờ chúng ta trở về với cái pháp thực hành của mình trưa nay. Cái pháp thực hành của mình trưa nay là khi mà mình ăn cơm thì mình phải ăn cơm trong cái ăn lặng, cái bình an, cái chánh niệm tỉnh giác. Và đúng ra trước khi mình ăn là mình phải có cái thủ tục nha. Cái thủ tục trước hết là gì? Thủ tục trước hết là niệm Phật hay là cúng dường. Kế đến nữa là thực ra mình còn phải thêm một cái nữa, là mình gửi tâm an lành và mình tạ ơn, hay là mình làm những cái lời quán nguyện. Mà trưa nay mình chưa có làm được cái đó. Rồi sau khi ăn là mình hồi hướng. Thì trưa nay là mình hồi hướng trước luôn, để đại chúng người nào ăn nhanh, ăn trước thì có thể đi ra. Thì thật sự một cái điều hơi đáng buồn là hầu như chúng tôi thấy rằng Phật tử mình thì đông, nhưng mà hầu như vào trong chùa, ngay cả vào trong chùa mà trước khi ăn cơm, nếu như không có một cái khóa tu học hay là không có sự nhắc nhở của chư tăng ni, quý thầy cô, thì chúng ta cũng không bao nhiêu người nhớ cái thủ tục căn bản đó. Kể cả một cái chắp tay lên niệm Phật thầm, hay là tạ ơn những người làm ra cái thức ăn cho mình, hay là hồi hướng, cũng không có mấy ai làm. Ngay cả trong cái môi trường già lam chùa chiền mà mình còn chưa làm được, huống chi về nhà, huống chi đi ra ngoài tiệm, đi ăn tiệc, ăn tùng. Trong khi những tôn giáo khác, người ta không có được cái tuệ giác, người ta không có cái lòng từ bi như đạo Phật, nhưng mà người ta đều làm tất cả mọi nơi mọi lúc. Thì như vậy mình phải xem lại thì có cái cách thực hành của mình có đúng hay không. Đó, thành ra đó là những cái mà nó thực sự nó rất là đau lòng khi mà mình mang danh là Phật tử, mà ngay cả trong chốn già lam, trong chùa chiền, trong các khóa tu, mà nếu không có sự nhắc nhở, mình đều không có làm được cả. Và những cái này Đức Phật đã dạy từ trong kinh rất xưa rồi. Tại sao như vậy? Quý vị biết rằng
Như chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị á, tất cả các pháp trong thế gian này nó đều đồng thể với nhau, thành ra mình gọi là đồng thể đại bi. Thành ra khi mà tất cả những loài sinh vật, tất cả những loài cây cỏ phải hy sinh cái mạng sống của chúng nó cho mình, mình phải có cái sự trân quý và trân trọng. Bây giờ cũng một cái sự hy sinh, quý vị đang đói bụng nha, quý vị đang đói bụng, ai cho mình một cái bánh bao, ai cho mình một ly nước ngọt, ngay lúc đó nếu mình có đói bụng, mình mệt mỏi, mình ăn cái bánh bao, mình uống ly nước ngọt thì mình cảm thấy hạnh phúc. Khi người ta cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là trân quý, rất là biết ơn. Nhưng nếu giả sử ngay lúc đó mà mình thấy một người khác đói hơn, khổ hơn, bất hạnh hơn, mình sẵn sàng cho đi cái bánh bao và ly nước đó, quý vị nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn hay là mình sẽ đau khổ hơn? Mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Mặc dù có người có khi lúc đó vẫn còn đói, còn khát, nhưng mà những người biết thực tập thì ngay lúc đó tự nhiên mình thấy cái đói mình biến mất, và mình thấy mình cảm thấy no, mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Thì như vậy mình đã mất đi một cái bánh bao, một ly nước, nhưng mà mình lại cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Thấy chưa? Nhưng mà ngược lại, mình đang đói bụng, người ta vừa đem tới cho mình một cái bánh bao, một ly nước như vậy, ở đằng sau có một tên nào đi ngang tới nó giật mất của mình, thì lúc đó làm sao? Nổi xung thiên lên, phải không? Chạy theo, la lối, chửi rủa. Thì một lát sau, nếu mà mình may mắn mình chụp được nó, mình lấy lại được cái bánh bao với ly nước, thì mình cũng sạch sừ, là mình cũng mệt mỏi, cũng bực bội. Và nếu mà lỡ mà mình không lấy lại được cái bánh bao ly nước thì là mình càng nổi điên tiết lên hơn nữa. Thì lúc đó cái sân si, cái bực bội của mình nó sẽ gặm nhấm và là mình làm cho mình tiêu luôn, phải không? Thành ra nhìn trên cái bề mặt hiện tượng thì cũng mất đi một cái bánh bao, một ly nước, nhưng mà do cái phản ứng của mình, do cái tâm lý của mình, thì hai cái nó hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên thì nó làm cho mình cảm thấy an lạc, hạnh phúc, hạnh thơi hơn. Một bên thì nó làm cho mình bị suy thoái, đau khổ, bực bội. Và nó sẽ tàn hại cả thân lẫn tâm mình. Thành ra cũng tương tự như vậy. Khi mà tất cả những cái cây, cỏ, hoa, lá, sinh vật mà nó phải hy sinh cái mạng sống cho mình, chỉ với một cái sự trân quý thôi, mình gửi ra, là nó hoàn toàn cảm thấy cái sự hy sinh của nó xứng đáng. Và lúc đó nó làm cho bản thân của những sinh vật, bản thân những cái cây cỏ hoa lá đó, nó sẽ được thăng hoa. Và chính mình nhận những cái đó, mình cũng nhận được cái năng lượng bình an và mình sẽ thăng hoa. Nhưng mà mình chỉ vô ý một tí xíu, mình không có sự trân quý thôi, thì nó sẽ cảm thấy bực bội, nó sẽ cảm thấy bất an, nó sẽ cảm thấy rất là tổn thương. Thì như vậy ngay lập tức những cái năng lượng đó mình đã đưa vào, mình làm tổn thương chính mình mà mình không hay. Quý vị đừng có nghĩ rằng những cái vật đó là những vật vô hình. Nếu mà ai không tin đó, thì bây giờ mình cứ về làm thực nghiệm đi. Cái này thì lời dạy của Đức Phật từ xưa rồi, nhưng mà khoa học mới phát hiện cách đây từ sau thế chín thứ hai thôi. Tức là bây giờ thì rõ ràng hơn, hầu như đại đa số mình đều biết. Tức là chúng ta có những cái phương pháp để kích thích cho hoa màu phát triển, là người ta mở nhạc ha. Người ta mở nhạc lên theo tùy theo cái tần số, cái cung điệu, thì những cái loại hoa màu nào nó sẽ thích hợp với những cái cung bậc nào. Hay là thậm chí như mình còn có thể chăm sóc nó, có thể nói chuyện với nó ha. Thì như vậy nó sẽ phát triển khác nhau. Bây giờ quý vị về nhà có mấy cái cây xung quanh nhà mình hay trong phòng làm việc của mình, và mỗi một cây mình tưới nước khác nhau, mình nói chuyện khác nhau, thì quý vị sẽ thấy nó biểu hiện khác nhau liền tức khắc. Đó, điều đó rất rõ. Thành ra khi mà trước khi mình ăn đó, trước khi mình ăn thì mình phải để dành vài ba phút, mình gửi cái năng lượng bình an, mình gửi cái năng lượng trân quý tạ ơn. Bởi vì khi mà những người trồng nó, những người thu hoạch nó và những người chuyên chở buôn bán nó, không mấy ai biết được cái này,
không mấy ai có cái sự trân quý. Thành ra cái năng lượng bất an vẫn còn nằm trong cái thực phẩm đó quý vị. Đây là mình chưa nói tới cái vấn đề là hóa chất, là ô nhiễm môi trường, là vấn đề thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, vân vân. Mình chỉ nói tới cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ và cái sự đối xử khi mình có cái tâm phân biệt, mình không có sự hiểu biết thôi. Thành ra khi mà mình để tâm, mình gửi vào cái năng lượng an lành, cái sự trân quý như vậy, thì mình sẽ chuyển hóa được những cái năng lượng bất an đó trước khi mình đưa vào cơ thể mình. Cái đó là cái thứ nhất mình phải làm. Và cái đó nó cũng đã có cái lịch sử từ ngày xưa. Quý vị biết rằng ngày xưa khi mà Đạo Phật mới hình thành, Đức Phật chỉ có một số rất ít tăng thân thôi. Hai cái tăng thân mà lớn nhất gia nhập vào tăng đoàn Đức Phật, tức là tăng thân của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì như vậy mỗi người đã đem 500 đệ tử từ bên giáo phái ngoại đạo, thờ lửa, thờ rắn qua. Thành ra lúc đó những ông thầy kia mất đệ tử đi, cũng bực lắm chứ. Thành ra khi mà người ta thỉnh tới học đạo với Đức Phật, thì người ta cố tình người ta thỉnh Đức Phật và tăng đoàn để về thọ trai. Thì ở đây quý vị thấy rằng khi mà mình có cơ hội cúng dường trai tăng hay là mình tu bát quan trai, quý vị thấy trên cái bàn của quý thầy quý cô có một cái gì? Có cái chuông ha. Thậm chí không phải cái chuông nhỏ đâu, mà nó có một cái hình như là cái đám mây ha. Nó có nhìn đám mây, thì cái đó người ta gọi là cái tăng bạc. Và thường người ta không dùng cái hình cái chuông nhiều, mà ta dùng đám mây, tức là nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát và nó có thể tan biến ha. Nó có thể tan biến. Thành ra cái đó là từ cái sự kiện đó Đức Phật mới bắt đầu dạy ra. Tức là khi mà những vị giáo chủ đó mời Đức Phật và tăng đoàn về thọ trai với cái mục đích thứ nhất là xem thử coi cái khả năng của mấy ông thầy tu này có ra trò gì không, có thần thông không, có năng lực hay không. Cái thứ hai nếu không có là hủy diệt luôn, tức là người ta bỏ thuốc độc trong tất cả những thức ăn. Và cái thứ hai là trước cái cửa đi vào thì có một cái hầm có lửa và có rắn độc ở dưới. Nhưng mà Đức Phật với lòng từ bi muốn giáo hóa thì Ngài vẫn nhận lời. Và khi mà đến thọ trai, Ngài dẫn theo cả một cái tăng đoàn đông đảo như vậy, thì Đức Phật đã dùng cái lòng từ bi của mình để chuyển cái hầm lửa đó thành ra một cái hầm sen, cái bông sen, và cái con rắn độc đó nó trở thành một cái đài để cho Ngài bước qua và chư tăng bước qua, đi vào trong cái trai đường để thọ trai. Nhưng mà còn thức ăn bị nhiễm độc thì Đức Phật không có làm gì cả. Đức Phật để đó làm cái cơ hội để giáo hóa cho chúng tăng. Thành ra từ đó mới trước khi ăn mới có cái thủ tục mà mình tụng kinh. Mới có cái thủ tục là mình tụng kinh để cho mình chuyển hóa hết những cái năng lượng. Thì Ngài mới để cho cái năng lực của tăng đoàn, chứ Ngài không làm một mình. Đức Phật ngày xưa có một cái lòng từ bi rất lớn, và cái giáo hóa của Ngài á, Ngài không muốn dùng cái năng lực của mình. Tại vì nếu một cách nhìn một cách sai lầm á, thì chính cái đó là cái phản với cái nguyên lý vận hành hay là cái lời dạy của Ngài. Tại vì Ngài đã dạy là gì? Tất cả các pháp là vô ngã. Thành ra nếu như Ngài làm, Ngài có năng lực làm một mình Ngài, nhưng mà nếu như vậy thì còn những người khác làm sao? Thấy không? Thành ra từ những cái pháp thực hành trong đời sống của tăng đoàn, Ngài luôn luôn để cho tất cả mọi người đều phải cùng làm việc với nhau, cùng hợp tác với nhau. Thậm chí như khi mà bà Mahabhasabade, tức là bà dì của Đức Phật, mà muốn cúng dường những cái y mà do tự tay bà làm cho Đức Phật, Ngài cũng không nhận. Ngài đã đem cúng cho chúng tăng. Tức là để mình thấy rằng tất cả các pháp của Đức Phật dạy đều tuân thủ cái nguyên lý là trùng trùng duyên khởi, hay là đều là cái sự hỗ trợ, hỗ tương lẫn nhau, chứ không có một pháp riêng lẻ, không có cái bản ngã.
Thành ra trở lại ở đây, khi mà Ngài để những cái đó để làm một cái phương tiện giáo hóa cho chúng tăng, thành ra từ đó mới có cái pháp là mình phải tụng kinh, phải gửi cái năng lượng an lành trước khi mình bắt đầu mình thọ thực. Và cái chuông đó ở cái hình gọi là cái phiến, tức là phiến mây, tức là cái hình như là một cái miếng mây. Và khi mà mình sử dụng nó, cái đó gọi là cái tăng bạc. Tăng bạc tức là nhờ năng lực của chư tăng để đánh bạc đi hết tất cả những cái tai ương, cái nghiệp chướng hay là những cái độc tố trong đó. Thành ra quý vị thấy khi mà qua những cái buổi lễ quá đường, khi quý vị cúng trai tăng hay là khi mà mình ăn cơm thọ bát quan trai vân vân, là thường chư tăng phải đánh ba hồi ha, rồi sau đó mình tụng kinh, rồi mình mới cúng dường, mình mới hồi hướng vân vân. Thì đó là cái thủ tục như vậy để làm gì? Để mình chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng bất an trong thực phẩm trước khi mình đưa vào cơ thể mình. Cũng như là mình đã có cái sự trân quý, cái sự tạ ơn. Thì nếu mà có được như vậy, thì trở lại theo nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ, thì mình mới có cơ hội gặp trở lại. Tại vì quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị có một người bạn nha, mà nếu mình trân quý người bạn của mình, mình đối xử tốt với người bạn của mình, thì mới hy vọng người ta quay trở lại, người ta gặp mình lần thứ hai hay lần thứ ba. Còn nếu như mình có một người bạn thân đi, mà mình không biết chăm sóc, mình không có trân quý, mình không có tôn trọng người ta, thì đừng mong là người ta trở lại lần thứ hai hay lần thứ ba. Phải không? Thì ở đây cũng vậy, tất cả những thức ăn là gì? Là những cái năng lượng để nuôi sống mình, cho mình tồn tại và phát triển. Mình đã vừa học tất cả các pháp trong thế gian này đều cần có năng lượng để sinh tồn và phát triển. Mình đừng có nghĩ rằng mình có tiền là mình bỏ ra mình mua được. Thành ra cái đó là cái mình phạm rất nhiều sai lầm khi mình bước qua cái thế giới văn minh phát triển và cái đời sống mình sung túc hơn. Mình thiếu đi cái sự trân quý. Và đó cũng là một cái lý do tại sao mình sẽ có những cái bệnh tật mà mình không biết. Vì mình đã tạo ra những cái năng lượng bất an, mình đã có cái sự bất kính, mình không có sự tôn trọng. Thành đó là một cái pháp khác để nó theo cái nguyên lý của luật bảo toàn năng lượng vũ trụ cả quý vị. Thành ra khi mà mình biết được thì mình nên thực hành. Và quý vị biết rằng ở đây mình chưa có điều kiện để thực tập cái bước chuẩn bị thức ăn. Tức là như chúng tôi thưa với quý vị đó, là khi mà những người nuôi trồng nó, thu hoạch nó, chuyên chở buôn bán không có làm được cái đó. Thành ra đó là lý do tại sao trong chốn Già Lam á, khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải thực sự là chánh niệm và luôn luôn gửi cái lòng từ bi đến. Thành ra nếu như mình là cái người chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp, mình phải làm cái thủ tục đó ngay từ khi mình nấu. Còn nếu mình không phải là cái người nằm trong nhà bếp, mình không phải là người nấu nướng, thì bắt buộc mình phải làm trước khi ăn. Còn nếu không á, thì mình chỉ ăn những cái độc tố. Còn những cái mà mình đưa vào cơ thể mình, thể vật chất, nó không đáng bao nhiêu cả quý vị. Đó. Thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy trong tất cả các thiền viện, quý vị tri khố, nếu mà quý vị có đọc kinh điển, nhất là trong thiền tông á, nha, quý vị đọc trong những cái thiền sử, thì quý vị thấy trong các thiền viện cái vị trí của ông điện tọa, tức là ông tri khố á, nó cao hơn những cái vị trí thư ký, thủ quỹ. Hầu như cái vị trí của vị tri khố chỉ thua vị phương trưởng, tức là vị trụ trì, với là ông giáo thọ, tức là quản chúng thôi. Hơn cả tri sự, hơn cả tri khách, hơn cả tri viên, hơn cả thư ký, hơn cả thủ quỹ, là cái người nắm tiền. Nó quan trọng đến mức độ đó đó quý vị. Và quý vị cũng thấy lý do tại sao chỉ ngoại trừ cái xã hội Á Đông của mình, vì nó có những cái hoàn cảnh đặc biệt, và cái này chúng ta sẽ nói sau, người ta mới
trân quý cái người phụ nữ là người mẹ trong cái nhà bếp thôi. Còn hầu như quý vị thấy không, tất cả những nước phương Tây, tất cả những cái nhà hàng lớn thì hầu như người ta sử dụng nam giới làm những người đầu bếp nổi tiếng và những người có thể handle được những cái bữa tiệc lớn, người ta không sử dụng phụ nữ. Lý do tại sao thì lát nữa mình sẽ nói tới. Thành ra những cái bước chuẩn bị nó rất là quan trọng. Còn nếu như mình không phải là người chuẩn bị thì trước khi mình đưa vào cơ thể mình phải làm những cái thủ tục đó thì mình mới chuyển hóa được những cái năng lượng bất an đó. Thì như vậy là mình sẽ hấp thụ được cái năng lượng an lành tối đa và mình sẽ có cái cơ hội gặp lại nó nữa. Chứ còn nếu không thì sau này khi mà mình không còn đủ cái phước báo, cho dù mình có tiền bạc giàu có đầy đủ nhưng mình cũng không mua được thức ăn, tại vì mình không có cái sự trân quý, thì nguyên lý của lực hấp dẫn nó sẽ không bao giờ kéo mình trở lại cho mình có cái điều kiện để tiếp xúc hay là để được ăn uống cả. Đó thì đó là cái thứ nhất, cái mà mình cần phải làm trước khi ăn. Và ở đây quý vị ai đã biết năm cái lời quán nguyện, có thực hành cái đó chưa? Thì như vậy quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị bất cứ lúc nào, cho dù khi quý vị uống một ly nước nha, tức là mình chỉ dành vài ba phút thôi, vài ba giây thôi, mình nên có cái thủ tục đó bất cứ ở đâu. Quý vị có thể chắp tay lại cũng được, quý vị không chắp tay lại cũng được, nhưng mà mình nên dành vài ba giây, vài ba phút làm cái thủ tục đó trước để mình có một cái thói quen. Chẳng qua khi mình chắp tay lại để mình có một cái sự trân quý hơn và mình có được cái pháp hình tướng để cho nó nhắc nhở mình hơn và để nó giáo dục những người xung quanh. Còn mình làm một cách vô tướng thì nó chỉ có lợi cho mình thôi chứ nó không có lợi cho quần chúng. Nhưng mà chúng ta nên thực hành cái đó. Và đó, cái đó là một cái nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Rồi sau khi mà chúng ta làm xong cái thủ tục đó rồi á, thì bắt đầu khi quý vị ăn á, thì bây giờ mình nói tới cái nghệ thuật ăn thôi. Còn cái nghệ thuật chuẩn bị nấu nướng, cái đó mai mốt mình sẽ nói sau. Tại bây giờ mình là cái người bị động, người ta cho cái gì mình ăn cái đó. Và dĩ nhiên mình cũng có cái cách, khi mà chúng tôi hướng dẫn quý vị nó sẽ có nhiều cái level khác nhau. Cái level mà cuối cùng mà chúng tôi muốn quý vị đạt được là giống như tăng đoàn ngày xưa. Tức là quý vị thấy thực tế khi đi khất thực á, thì người ta cúng cái gì mình ăn cái đó, đồ ngọt, đồ mặn, đồ chua, đồ đắng, đồ nước, đồ đặc, bỏ vô cái bình bát trộn hổ lốn hết. Thấy không? Thậm chí như có khi chẳng hạn như ngày ca diếp đi khất thực toàn đồ ăn thiêu, đồ ăn thúi mấy ngày không à, những người cùi, những người ăn mày nó xin rớt cả cái ngón tay cùi vào đó cũng được bỏ ra ăn. Thấy không? Thành ra cái thực phẩm thực sự nó không quan trọng. Nếu khi mà mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ và các tầng năng lượng này, thì cái này mai mốt mình sẽ nói sau. Là nếu như mình là cái người sơ cơ căn bản thì mình đi từ cái nguồn thức ăn thô rồi mình đi lên từ từ. Nếu như mình có đủ trình độ thì mình sẽ bắt đầu mình đi lên cái tầng cao, và nhờ cái tầng cao này mình sẽ chuyển hóa được hết tất cả những cái tầng thấp hay là những cái độc tố của nó. Và cái mục tiêu cuối cùng của mình, cái mục tiêu cuối cùng của mình là làm sao trở về được với cuộc sống như của Đức Phật và Tăng Đoàn ngày xưa. Thì khi mình đã có sự luyện tập rồi thì bất cứ một cái thứ gì mình vào mình cũng có thể chuyển hóa được, và nó sẽ trở thành một cái năng lượng an lành tuyệt đối để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng vũ trụ. Thì đó là cái ultimate goal của mình, tức là cái mục tiêu tối thượng của mình. Nhưng mà nếu chưa được thì bây giờ mình phải đi từng bước một, từ cái nghệ thuật chế biến cho tới nghệ thuật ăn. Rồi thì bây giờ khi mình ăn đó thì quý vị phải ăn cho nó đàng hoàng. Tại vì quý vị biết rằng cái văn hóa của Việt Nam mình nó ảnh hưởng cái triết lý Phật giáo đã hàng mấy ngàn năm rồi nha. Và quý vị xem lại thử coi cái văn hóa Việt Nam mình á, cái chữ ăn nó đứng đâu? Ăn nói, ăn học, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, hầu như nó đi đầu hết tất cả những hoạt động căn bản của cuộc sống của mình. Thấy chưa?
Thậm chí như ăn Tết, ăn tiệc, ăn giỗ, ăn hỏi, ăn cưới. Rồi, ngay cả trong đạo của mình, có thực tới vực được đạo. Và Đức Phật đã dạy rất rõ, khi mà đi tới thuyết pháp cho những cái bộ lạc hay là những cái làng mạc mà đói khổ, mà nếu mà không cho người ta ăn, đừng hòng mà nói người ta nghe, phải không? Thành ra nó thật, nó có cái sự và nó có lý phải tương ưng. Thành ra chúng ta thấy rằng tại sao cái văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng nó lại thâm nhập cái triết lý Phật giáo sâu như vậy. Tại vì mình vừa học lúc đầu là tất cả các pháp trong vũ trụ này, không có một pháp nào dù là hữu hình hay vô hình đều cần phải có năng lượng để sinh tồn và phát triển. Thành ra cái ăn này nó là một cái sự, nhưng mà thật ra cái nghĩa đằng sau của nó tức là cái năng lượng mình nuôi dưỡng. Và nếu có năng lượng thì tất cả các hoạt động nó mới tồn tại và phát triển được. Thấy chưa? Tức là nhân nào thì quả đó tương ưng. Còn quý vị thấy cái văn hóa của Á Đông mình đó, hồi xưa người ta đi ra hỏi sáng ra gặp ăn sáng chưa, ăn cơm chưa, phải không? Ít khi mình hỏi khỏe không. Nhưng mà văn hóa của phương Tây này thì ngược lại, gặp là how are you, không biết anh ăn cái gì, anh nạp năng lượng cái gì, nhưng mà chỉ hỏi, tức là hỏi cái quả chứ không hỏi cái nhân. Thành ra quý vị thấy từ cái văn hóa đó nó biểu hiện ra cái cách sống của người Á Châu của mình sâu sắc, cái cách sống của người phương Tây này nó hời hợt. Từ trong cái phương pháp điều trị cũng vậy, phương Đông mình khi trị bệnh là trị từ cái gốc, bên này trị là trị từ cái ngọn. Thành ra cái nền văn hóa nó sẽ ảnh hưởng luôn cả hết cái cách sống và cái cách sinh hoạt của cái xã hội. Thấy chưa? Đó, thành ra khi mà mình thấy cái chữ ăn mà nó chỉ đứng đầu hết tất cả các cái hoạt động căn bản trong đời sống của mình thì mình phải đặt vấn đề nó là một cái cực kỳ quan trọng. Và chưa đâu, nó không phải nuôi cái thân của mình mà nó còn nuôi cái tuệ giác của mình. Quý vị biết rằng trong văn hóa Việt Nam mình nó cũng có chữ gì? Nghiền, ngẫm. Thì nghiền là gì? Mình có nhai cho kỹ, cho nát, cho chậm thì cái sự suy gẫm của mình nó mới sâu sắc, cái tuệ giác mình mới có. Thấy không? Thành ra khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta ăn đàng hoàng thì đây là một pháp tu. Và đây là một cái cách để trị liệu cả thân và tâm. Còn mình chỉ làm trật đi một tí xíu thì nó turn opposite. Thì lát nữa mình sẽ học tới, mình sẽ phân tích kỹ hơn tại sao mình nghĩ rằng những người ăn mặn, những người ăn thịt cá, người ta bệnh tật đã đành. Bây giờ mình nghĩ là mình ăn chay. Ăn chay, mình có những người cực đoan có nói ăn chay là phải khỏe mạnh. Hoàn toàn không đúng quý vị. Nha. Quý vị nhìn thử coi bây giờ bao nhiêu người ăn chay mà khỏe. Bao nhiêu người thực sự ăn chay mà khỏe mạnh, mà thông minh, mà tuệ giác, phát triển được lòng từ bi cũng chưa được nhiều. Khi mình không hiểu được cái nguyên lý của nó. Thì như vậy, khi mà chúng ta ăn thì quý vị thấy rằng khi chúng ta ăn, đặc biệt là bây giờ mình đang ăn chay thì mình nói tới trước cái ăn chay, và nếu như tối nay thì mình có điều kiện thì mình sẽ nói đến cái ăn mặn. Những người nào còn đang ăn mặn thì mình phải cẩn thận lắng nghe cái bài pháp tối nay để mình thấy rằng cái tổn hại của cơ thể mình cũng như cho vũ trụ nó như thế nào. Khi mà quý vị nhìn thấy tạo hóa đã cấu tạo nên con người, cái phần đầu tiên hết trong cái hệ tiêu hóa của mình là cái gì? Về phần thô á, nha, về phần thô là cái bộ răng, cái hàm răng của mình. Về phần tế là cái não bộ của mình. Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ ăn khi chúng ta bắt đầu bỏ vào miệng. Sai lầm. Đối quý vị, mình bắt đầu ăn lúc nào? Lúc mình chuẩn bị tính đi nấu cơm là mình đã ăn rồi đó. Nếu mà cái người nào nấu bếp là bắt đầu mình chuẩn bị nghĩ tính đi nấu nướng món gì là mình bắt đầu ăn rồi.
Còn đối với những người mà không nấu nướng thì khi mình bắt đầu nghe tiếng nồi niêu son chảo, tiếng đĩa bát, hay là bắt đầu mình nghe cái mùi thức ăn là mình đã bắt đầu ăn lúc đó rồi. Thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái cửa ngõ đầu tiên của hệ tiêu hóa của mình đó, tạo hóa đã cấu tạo cho mình một cái hàm răng đẹp đẽ với 32 cái răng. Trong đó mình chỉ có 4 cái răng nanh thôi, là tỷ lệ 1/8. Thành ra chiều nay mình, tối nay mình sẽ nói tới những người nào mà vi phạm cái trật tự đó là coi như mình đã hủy hoại chính bản thân mình và vũ trụ. Thì như vậy quý vị thấy đại đa số răng của mình là răng hàm. Đại đa số răng của mình là răng hàm. Thành ra chế độ ăn của mình phải là chế độ ăn ngũ cốc. Chế độ ăn của mình phải là chế độ ăn ngũ cốc. Và quý vị thấy cái lời dạy này nó cũng đã thấm sâu vào trong cái văn hóa Việt Nam mình, hay là văn hóa Á Đông mình. Xưa nay quý vị thường nghe ông bà mình nói là gì? Đói thì ăn rau, đau uống thuốc. Nó có cái nghĩa của nó rất sâu sắc quý vị. Tại vì sao? Tại vì chỉ có khoảng 0.001, tức là khoảng 1/1000, 1/1000 dân số của thế giới có khả năng sống được với cái năng lượng vũ trụ trực tiếp. Đó là những vị tu chứng đạo, những vị thiền sư chứng đạo, những người tu yoga mà chứng đạo, hay những người tu tiên. Còn ngoài ra tất cả chúng sanh khác đều phải mượn cái nhà máy tổng hợp năng lượng của vũ trụ là cây cỏ cả. Tại vì quý vị thấy, nếu như mình không phải là những người tu chứng đạo, không thể sống trực tiếp bằng cái nguồn năng lượng của vũ trụ, thì duy nhất chỉ có cây cỏ là cái nhà máy có thể đưa cái rễ vào trong đất để lấy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, nutrition và mineral trong đất, kết hợp với nước, kết hợp với cái năng lượng của trời, và kết hợp với năng lượng của ánh sáng mặt trời nữa, tức là cái quang hợp photosynthesis, thì nó mới lấy hết những cái đó, nó biến những cái chất vô cơ đó thành ra những cái chất hữu cơ, những chất dinh dưỡng, và nó lưu trữ trong tế bào cellulose của nó, nó cất trong thân của nó. Thành ra nó là cái nhà máy duy nhất có thể xử lý, có thể thu gom hết tất cả những cái đó. Quý vị thấy coi, trời mà không, tức là mặc dù có đầy đủ hết chất khoáng trong đất, trong nước, trong không khí, mà mặt trời không lên, cây cũng không phát triển được. Thấy không? Mặt trời vừa bung vừa lên một tí xíu là muôn hoa đua nở, cây lá nó bung ra ngay lập tức. Thành ra chỉ có cây cỏ là cái nhà máy tổng hợp duy nhất có thể lấy được hết tất cả những cái năng lượng của vũ trụ đó, chuyển hóa nó thành ra những cái chất dinh dưỡng và đem lưu trữ ở trong trong cái tế bào cellulose của nó. Thành ra nó là trung tâm của vũ trụ, nó là trung tâm chuyển hóa và duy trì năng lượng của vũ trụ. Khi mà mình sử dụng cái này đúng, tức là càng tươi bao nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu thì mình lấy được cái fresh energy, cái nutrition ra. Còn bây giờ mình sử dụng thực phẩm nó sai rất nhiều, sai ở cái chỗ là mình không có trân quý nó, mình loại bỏ, thành ra mình bị mất đi cái tỷ lệ cân bằng. Mình chế biến quá nhiều, nó mất đi cái năng lượng sống, tức là cái fresh energy. Đồng thời nữa là mình chế biến quá nhiều thành nó sẽ bị cái phản ứng ra. Nó sẽ bị phản ứng. Thì cái này là mình sẽ nói trong cái nghệ thuật nấu nướng hay là chế biến. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình hiểu được thì cái nguồn cung cấp năng lượng cho mọi người, mọi loài là cái rau quả, cây trái này. Thì như vậy khi mà mình ăn, khi mà mình ăn trong chế độ ăn của mình đúng là phải 60-70% tinh bột. 60-70% tinh bột. Và quý vị thấy rằng trong cơ thể mình, khi mà mình biết cách ăn đúng, thì cái tinh bột nó chỉ được phân hủy bởi cái men amila trong nước bọt của mình mà thôi. Thành ra quý vị thấy cho dù mình ăn một miếng bánh mì không, hay là một miếng cơm nguội, không có một tí xíu thức ăn nào cả, nhưng mà khi mình nhai nó càng chậm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, mình càng thấy nó ngọt bấy nhiêu.
Đó là tại vì lúc đó nó mới bắt đầu nó break down hết mấy cái carbohydrate đó, những cái tinh bột đó ra thành cái phân tử đường. Thành ra mình càng nhai kỹ bao nhiêu, càng nhai lâu bao nhiêu, mình càng thấy nó ngọt bấy nhiêu, là tại vì cái men amila trong nước bọt của mình phân hủy nó ra. Còn nếu như mình ăn qua loa thì như vậy mình sẽ không bao giờ nếm được nó, là tại vì nó chưa có đủ phân hủy cái phân tử cellulose, tức là cái phân tử tinh bột nó ra thành đường. Thành ra cuối cùng là mình không hấp thụ được bao nhiêu cả. Và cái điểm quan trọng ở đây trong cái nghệ thuật ăn như chúng tôi thưa với quý vị, nó là cả một cái nghệ thuật để healing. Tại vì đó là cái lý do tại sao ngày nay mình bị bệnh đau bao tử, mình bị suy thoái miễn dịch, mình bị rất nhiều chứng bệnh, bởi vì mình không biết cách ăn. Trong cơ thể mình đó, nó có nhiều cái dịch lắm nha, nước mắt, nước mũi, đàm, dãi, nước bọt, dịch tiêu hóa, vân vân. Nhưng mà cái dịch mà kềnh tính nhất trong cơ thể mình là cái nước bọt. Mà cái dịch mà axit nhất trong cơ thể mình là dịch vị trong cái bao tử của mình. Thấy không? Thành ra khi mà mình nhai càng chậm, càng kỹ, càng lâu bao nhiêu thì nước bọt nó tiết ra càng nhiều bấy nhiêu. Và khi mà nước bọt nó tiết ra nhiều như vậy thì cuối cùng nó đi vào đâu? Nó đi vào trong máu của mình, nó làm cho máu mình được kềm hóa. Mà khi máu mình được kềm hóa thì cái hệ miễn dịch của mình tự nhiên nó sẽ mạnh lên. Mà khi nó mạnh lên rồi thì cái việc nó chống quân xâm lăng ở ngoài là cái chuyện đã đành. Cái chuyện ở trong nội bộ nó sẽ xử lý đẹp đẽ luôn ha. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái thuốc mà phòng chống ung thư ngày nay mà không phải là hóa trị, không phải là thuốc tổng hợp, nói tùm lum, người ta có thể là nói thuốc trị bá bệnh hay là người ta nhiều cái phương cách khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng là gì? Làm sao để boost up cái immune system của mình thôi. Làm sao để làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó mạnh mẽ lên thôi. Và khi cái hệ miễn dịch của mình nó mạnh được rồi thì không có một cái chuyện gì nó không làm được cả. Đó. Thành ra khi mà mình nhai càng chậm, càng kỹ bao nhiêu thì nước bọt càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Và như vậy thì nó đã trở thành một cái dược chất cực kỳ tinh xảo. Còn nếu như mình làm ngược lại ha, nếu như mình ngừng làm ngược lại thì khi mà mình nhai qua loa mà mình đã nuốt rồi thì nó chạy xuống đâu? Bắt buộc nó phải chạy xuống bao tử. Đây là cái lý do tại sao mà ngày xưa 30 năm trước chúng tôi ở trong thiền viện, chúng tôi không hiểu. Chúng tôi tại sao ở ngoài đời người ta bị đau bao tử đã đành, quý thầy quý cô ở trong chùa mà bị đau bao tử hoài. Nhưng mà sau này đi học rồi đi làm nghiên cứu thì mình mới thấy rõ là tại vì đối với những người ăn thịt ăn cá, khi mà người ta ăn vào đây thì nó tiết ra axit. Thì nó, cái axit này nó cũng có khả năng làm tổn hại bao tử đối với những người ăn thịt. Nhưng mà ít nhất cái axit dịch vị tiết ra nó còn có cái protein, tức là cái mô cơ để nó hấp thụ, nó trung hòa ha. Thành ra cái lượng axit còn lại nó tổn thương bao tử ít. Còn ngược lại đối với những người ăn chay mà bị bệnh bởi vì mình ăn không đúng cách, nếu mình nhai kỹ trên miệng thì miệng mình nó tiết ra nước bọt, mà nước bọt thì nó kềm tính ha. Nó chuyển hóa hết tất cả những bệnh tật, nó làm cho cái hệ miễn dịch mình mạnh lên. Còn ngược lại nếu mình ăn không đúng, mình nhai nhanh quá, mình nuốt xuống thì bắt buộc xuống bao tử. Thì cái gì vào bao tử thì nó sẽ kích hoạt bao tử, nó làm bao tử mình phải tiết ra cái axit dịch vị. Mà axit dịch vị nó không phải để phân hủy chất tinh bột, nó chỉ phân hủy protein mà thôi. Thành ra cuối cùng khi nó thấy chất tinh bột rớt xuống đây, bất cứ một cái thứ gì rớt vào nó phải lo làm việc, nó kích hoạt và nó tiết ra axit. Mà khi nó tiết ra axit thì nó không trung hòa được, thì cuối cùng cái lượng axit còn lại đó nó tấn công cái bao tử mình, thành ra mình bị đau bao tử. Quý vị thấy không? Thành ra chỉ cần ăn sai một tí xíu là mình thấy mình bị bệnh lý. Cái thứ hai nữa là cái lượng axit ra như vậy nó không có cái gì để trung hòa, thì cuối cùng nó chạy vào đâu? Nó chạy vào trong máu. Và khi nó vào trong máu thì nó làm cho cái máu mình bị axit hóa. Mà khi mình bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy sụp.
thành ra từ đó mình lại càng bị bệnh thêm hơn nữa. Đó, thì cái đó là lý do tại sao mình thấy là bây giờ mình bị đau bao tử khá nhiều. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây nên. Cũng như tại sao càng ngày cái hệ miễn dịch của chúng ta bị yếu, thì đó cũng là một cái nguyên nhân nó tác động thêm vào trong cái tình trạng đó. Thành ra trở lại, quý vị thấy khi mà mình nhai kỹ thì cái nước bọt mình tiết ra nhiều, và cái nước bọt mình không phải nó chỉ có một cái nhiệm vụ như vậy thôi đâu. Cái nước bọt mình nó còn cực kỳ tinh xảo nữa. Quý vị thấy rằng không riêng gì động vật cao cấp như mình, những động vật thấp hơn, động vật có vú, cái gì nó cũng liếm hết, phải không? Và thậm chí đến động vật bậc thấp hơn, tức là quý vị thấy là chim, gà, vịt, nó dùng cái mỏ, tại vì cái miệng nó cứng hơn, cái lưỡi nó cứng hơn và nước bọt nó cứng hơn, nhưng mà nó bắt sâu, nó rỉa lông, tức là nó trị liệu, nó làm đẹp cũng bằng cái nước bọt của nó. Và đến động vật gần mình nhất là những động vật có vú, thì quý vị thấy bị thương cũng dùng lưỡi liếm, làm đẹp cũng dùng lưỡi liếm. Thành ra trong cái nước bọt nó có rất nhiều cái dược chất. Mà y học hiện đại cũng xác nhận là nó có antivirus, antibacterial, tức là nó có khả năng chống, nó có những cái thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus. Cũng như trong đạo Phật của mình gọi nước bọt là gì? Nước cam lồ ha, tức là nước cam lồ, tại vì nó có cái vị ngọt. Và đối với những người tu tiên thì quý vị thấy là người ta không có ăn, người ta uống, nhưng mà người ta uống, thường người ta uống nước qua cái da, và thường là người ta sử dụng cái nước bọt ha. Người ta sử dụng một cái pháp làm sao để cho cái nước bọt nó lưu chuyển liên tục, thì để thấy rằng cái nước bọt của mình nó có cái chất dinh dưỡng và nó có cái dược tính rất cao. Thành ra chúng ta thấy rằng những người tu tiên thì người ta rất quý cái nước bọt. Người ta rất quý cái nước bọt. Và cái phương pháp ở đây, ai thực hiện cái phương pháp nhai dầu mè rồi? Cái phương pháp nhai dầu mè cũng lấy cái nguyên lý từ đây mà ra. Tại vì bản thân cái phương pháp nhai không thôi để kích hoạt cái tuyến nước bọt, làm cho nước bọt mình tiết ra, nó đã là một cái phương pháp trị liệu cực kỳ hay rồi. Thêm cái dầu mè nữa thì bản thân dầu mè nó cũng là một cái dược thảo, nó cũng có rất nhiều cái dược tính. Thành ra khi kết hợp hai cái đó lại với nhau thì cái phương pháp nhai dầu mè đó, nó cũng là một cái phương pháp trị liệu rất là hay. Thành ra trở lại là khi mà mình nhai cho kỹ, nghe chậm á, thì quý vị thấy ở đây trước hết nó là một cái phương pháp trị liệu cho cơ thể mình ha. Nó làm cho mình không những là nuôi dưỡng mà nó còn trị liệu. Và cái thứ ba nữa là quý vị thấy tại sao ngày nay mình bị overweight nhiều ha? Là tại vì mình không có nhai kỹ. Mình không có nhai kỹ. Tại vì khi mà mình đã học rồi, chúng ta bắt đầu ăn không phải từ lúc chúng ta đưa thức ăn vào miệng, mà chúng ta bắt đầu ăn, nếu như mình không phải là người nấu nướng, thì lúc mà mình bắt đầu thấy cái màu, nghe cái mùi là mình đã bắt đầu ăn từ lúc đó. Thành ra khi mà mình múc một cái đĩa thức ăn, trước khi mình ăn mà mình dành vài ba phút mình quán niệm, là ngay lúc đó mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi thấy, chưa cần nếm bằng vị, là mình đã hấp thụ ở cái tầng năng lượng thứ hai, tức là qua năm giác quan của mình. Khi mình hấp thụ như vậy, thành ra khi mà mình để được những cái khứu giác, thị giác, thính giác của mình nó đã hấp thụ được, thì nó đã ngay não bộ mình gần, nó đã gửi cái tín hiệu đó về não bộ, thành ra nó đã thỏa mãn một phần rồi. Thêm khi mình bỏ vào miệng mình nữa, mà mình nhai chậm, nhai kỹ, thì như vậy nó có đủ thời gian để nó gửi cái tín hiệu đó về ngay não bộ, thành ra nó thỏa mãn. Khi mình đói, khi mình khát, tất cả đều từ cái não bộ của mình nó điều khiển lệnh ra toàn thân. Thành ra nếu mà mình ăn chậm, mình ăn trong chánh niệm,
thì nó sẽ giúp mình tiếp nhận và gửi hết những cái thông tin này về não bộ ngay lập tức. Tại vì não bộ của mình nó chỉ làm việc được một lúc, một việc mà thôi. Nếu như mình vừa ăn mà mình vừa xem tivi, mình vừa ăn mà mình vừa nói chuyện, mình vừa ăn mà mình nghĩ lung tung, tức là nó bị stress, thì như vậy nó sẽ làm phân tán cái năng lượng đi và nó sẽ không tiếp nhận được hết những cái năng lượng này và gửi về não bộ, thành ra nó bị thất thoát. Còn khi mình ăn trong chánh niệm thì toàn bộ cái thông tin nó tiếp nhận qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, nó đều gửi về não bộ ngay lập tức, thành ra nó thỏa mãn. Tại khi mà nó thỏa mãn rồi thì mình sẽ không cần ăn nhiều nữa. Đó, thì đó là cái ứng dụng thứ hai. Thành ra khi mà mình chỉ cần mới để vài phút mình quán niệm, mình chỉ để thức ăn vào miệng mình ngậm thôi là nó đã bắt đầu thỏa mãn rồi. Và khi mình nhai chậm, nhai kỹ như vậy á, thì trở lại là 60-70% thức ăn của chúng ta là tinh bột. Thì như vậy cái men mà phân hủy tinh bột là men amila trong nước bọt này. Và sau khi nó phân hủy ra được như vậy thì nó sẽ ngay lập tức từ cái mé sau của mình, ngay sau cuống họng của mình, và nó sẽ đi lên ngay đây, nó cung cấp trực tiếp cho não bộ luôn. Nó không phải đi một cái đường dòng xuống dưới rồi mới đi lên. Thành ra nó tiết kiệm được cái con đường đi rất là nhiều, tiết kiệm được năng lượng rất là nhiều. Thành ra mình đỡ hao tốn năng lượng, đỡ hao tốn thời gian, thành ra là mình ăn ít hơn. Và quý vị biết rằng cái não bộ của mình nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó tiêu hao đến 20% calorie của toàn bộ cơ thể mình. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Tức là nó chỉ chiếm có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó lại tiêu hao tới 20% tổng lượng calorie của mình. Thành ra khi mà mình đưa nó được trực tiếp lên đây, nó thỏa mãn rồi, thì như vậy nó sẽ điều hành toàn bộ của bộ máy của mình một cách rất là logic, nhẹ nhàng, và nó không hao tốn năng lượng. Còn nếu mà mình để cho nó ăn nhanh quá, nó chạy tụt lút xuống dưới này rồi nó mới đi lên lại, thì như vậy nó tốn một cái khoảng thời gian rất nhiều và cái năng lượng rất nhiều. Chưa hết, khi mà quý vị thấy rằng khi mà mình nhai một cách chậm rãi nha, thì quý vị để ý thử coi là mình sẽ thấy cái người mình nó thư giãn ra, bởi vì khi mình nhai chậm thì nó sẽ kích hoạt được khoảng 380+ cái cơ trên má của mình nha. Và mình thường nghe người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và tại vì sao? Tại vì khi mà mình cười, tức là nó kích hoạt cái cơ má, cơ mặt của mình, nó làm cho thư giãn ra và nó kích hoạt những cái tuyến nội tiết, cũng như là nó làm thư giãn thần kinh. Thành ra cái tiến trình lão hóa nó chậm lại. Đó. Và cái thần kinh của mình nó bình ổn, thành ra những cái nội tiết đó nó sẽ tự trị liệu. Huống chi đây là khi mình ngồi mình nhai như vậy thì tất cả những cái cơ mặt của mình nó sẽ được kích hoạt. Và từ đó nó sẽ kích hoạt cái tuyến mang tai. Và từ cái tuyến mang tai này thì nó sẽ bắt đầu nó lên cái tuyến tùng và tuyến yên. Thì hai cái tuyến này là hai cái cực kỳ quan trọng. Cái tuyến tùng và cái tuyến yên này là cái nó điều khiển hết tất cả những cái hoạt động của toàn bộ cơ thể mình, và nó là cái bộ chỉ huy tối cao. Nó cũng là cái cửa ngõ để mở ra con mắt thứ ba và liên kết với cái thế giới tâm linh. Cái này thì mình sẽ nói sau nha. Cái này là một cái khóa tu khi mà quý vị bắt đầu tập tu thiền thì quý vị sẽ thấy rằng mình kích hoạt được cái này, hay là khi mình thực tập chánh niệm trong tất cả các hành động của mình, và đặc biệt một ngày mình có 3 bữa ăn, và nếu mà quý vị thực hiện được một cách chân chính đúng đắn thì mình cũng có sẽ làm cái căn bản để mình bước đến kích hoạt được cái tuyến tùng này. Và từ cái này
quý vị thấy nó sẽ bắt đầu nó kích hoạt ra tới cái tuyến yên. Và khi mà nó kích hoạt được, nó điều chỉnh được như vậy thì cứ theo hệ thống hàng dọc nó đi xuống, từ tuyến tùng qua tuyến yên, xuống tuyến giáp tràng, xuống tuyến thai mớt. Tuyến giáp tràng này thì nó điều khiển hết tất cả những cái nội tiết tố trong hệ tiêu hóa của mình và hệ sinh dục của mình, cũng như về xương khớp. Xuống tới cái tuyến thai mớt, tức là bộ chỉ huy của hệ miễn dịch, rồi xuống gan, xuống tim, xuống hệ tiêu hóa, xong rồi đến xuống hệ tiết niệu và hệ sinh dục. Tức là nó sẽ đi theo cái hàng dọc như vậy. Từ cái hệ thống hàng dọc này nó mới bắt đầu nó đi theo cái hệ thống hàng ngang. Thành ra cái nguyên lý hành chánh trong xã hội của mình nó cũng phải đi theo cái con đường này. Và đó là cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Cái cấu trúc xã hội và cái phân ban hay là cái cấu trúc hành chánh của tất cả các xã hội nó phải theo cái con đường này hết. Thành ra trong cơ thể mình cũng như sau này khi có điều kiện mình sẽ đi tới cái cách thiết lập những cái bí huyệt trong cơ thể mình, những cái trục trong cơ thể mình. Thì trên cái hành tinh này, trên trái đất mình cũng vậy, mà tất cả những cái hành tinh trong cái thái dương hệ này nó cũng có cái sự sắp xếp bố cục, nó tuân thủ theo cái quy luật vận hành của vũ trụ. Mà ngày xưa quý vị hay nghe nói là cái đường hoàng đạo, phải không? Cái đường hoàng đạo thì thật ra nó là cái trục của cơ thể mình. Tức là bởi vì mình là một cái đơn vị nhỏ, hay là mình là một cái tiểu vũ trụ, cũng như mình có những cái bí huyệt, thì như vậy cái sự tương quan mật thiết giữa những đơn vị cấu trúc nhỏ nhất là những phân tử, những nguyên tử, cho tới một con người, cho tới các hành tinh, thì quý vị thấy dần dần mình sẽ thấy cái mối liên quan mật thiết cực kỳ hay. Và nếu như mình không hiểu được nó thì mình sẽ phá hoại hết tất cả mọi cái. Cũng như quý vị cũng đã từng nghe rằng có những cái chuyện mà khi mà những tàu bè hay máy bay đi qua những cái điểm nó biến mất, thì đó là gì? Những cái điểm nơi mà cái từ trường của vũ trụ nó giao lưu với nhau, thì những điểm đó là những cái điểm tương quan trong những cái bí huyệt của mình. Thành ra đó là cái lý do tại sao khi mà mình hiểu biết và mình khai thác được thì mình sẽ có những cái tiềm năng, hay là những cái nó gọi là supernatural power, chứ không có gì cả. Thành ra từ một cái đơn vị nhỏ nhất trong cơ thể mình ra vũ trụ, nó đều có cái mối liên quan mật thiết với nhau hết. Thì trở lại đây, chúng ta thấy cái cấu trúc hành chánh của tất cả những xã hội nó đều phải theo cái con đường hàng dọc, giống như cái sự vận hành của vũ trụ, và đặc biệt trong cơ thể mình là cái tuyến, các cái tuyến nội tiết. Và khi mà nó điều chỉnh được trên này thì nó sẽ điều chỉnh được hết một loạt ở dưới. Và ở đây nó không những cái tuyến tùng này, nó không những chỉ điều khiển cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình, mà nó còn là cái cửa ngõ để mở ra thế giới tâm linh và nối kết với tất cả những cái hành tinh ở trong vũ trụ của mình nữa. Thành ra khi mà chúng ta ngồi ăn cho đàng hoàng đó, thì chính cái tuyến mang tai này nó sẽ kích hoạt ra ngay cái tuyến tùng này, và tuyến tùng này sẽ kích hoạt lên tuyến yên. Và quý vị thấy rằng ngày nay khi mà tất cả những bệnh nhân sau khi đã bị bảo hiểm mà nó lấy hết tiền của mình rồi, những người bị ung thư đó, sau khi bảo hiểm nó lấy hết tiền của mình rồi, may mắn mà mình rớt vào trong cái sắc, cái tỷ lệ mà 5% còn sống sót đó, thì nó thải mình vào đâu? Vào những trung tâm thiền tập hết. Chẳng qua là vì người ta hiểu rất rõ cái này thôi. Tại vì khi mà mình bắt đầu vào trong cái thiền tập, cái trước hết đó, là mình thực tập được cái phương pháp chấp nhận. Tại vì hầu như chúng ta ai cũng bị cái denial hết, tức là mình phản kháng, phản ứng. Mình không thấy được cái thế giới hai mặt, mà mình gặp một cái gì thuận lợi là mình ráp vào, mình ôm vào, gặp cái gì bất lợi là mình đẩy ra. Thành ra mình không biết rằng thế giới nó luôn luôn có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Thì đối với những người bị bệnh cũng vậy, người ta không hiểu được cái nguyên lý này, thành ra chính càng phản ứng bao nhiêu, càng bị tổn thương bấy nhiêu. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đập một cái tay xuống bàn, thì
Khi mình tác động một cái lực từ trong lòng bàn tay xuống cái mặt bàn này, thì ngay lập tức có một cái lực phản chiều ngược lại từ mặt bàn nó vào lòng bàn tay của mình. Cùng một lực chỉ khác chiều thôi. Thành ra khi mình tác động một cái lực nhẹ xuống thì cái phản lực lại nhẹ, mình đau ít. Khi mình đập tay xuống mạnh hơn, tức là mình tác động một cái lực mạnh hơn, thì một cái phản lực lại mạnh hơn, cái tay mình đau nhiều hơn. Và cứ như thế, khi mình càng đập mạnh bao nhiêu, tức là mình càng dùng tác động cái lực nhiều bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, thì cái phản lực trở lại nhiều bao nhiêu, mạnh bấy nhiêu, mình đau nhiều bấy nhiêu. Thành ra mình bị rất nhiều cái tổn thương trong xã hội, trong cơ thể, trong hành tinh của mình, vì mình không hiểu cái nguyên lý hai mặt đó. Và thậm chí như mình cũng không có thể giải thoát được khi mình không hiểu cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, khi nó là hai mặt tác động. Thành ra trở lại ở đây, khi mà cái phương pháp người ta đưa những bệnh nhân đó về chỉ với cái sự chấp nhận thôi, tức là mình không có deny, mình không có phản ứng, mình không có react, là mình đã giảm bớt được một nửa cái này rồi. Còn nếu không là tự mình đã tổn hại mình bằng cái phản lực của chính mình. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã chấp nhận, đã buông thư ra và đã thực hành được cái sự buông thư từ cái ăn, từ cái thở, từ cái đi đứng, thì đặc biệt là cái ăn và cái thiền tọa, thì khi mà mình tập trung như vậy thì chính cái tuyến mang tai này nó sẽ kích hoạt cái tuyến tùng. Và khi nó kích hoạt cái tuyến tùng thì mình thấy mình thư giãn. Tại sao? Tại vì tuyến tùng đó nó sẽ tiết ra cái melatonin. Và khi mình ngủ, mình nhắm mắt lại á, nó không có ánh sáng vào mắt mình, thì cái đó nó mới kích hoạt cái tuyến tùng để tiết ra cái melatonin, làm cho mình được thư giãn, mình mới ngủ được. Thấy không? Thành ra khi mà mình ngồi, mình ăn mà mình thư giãn ra như vậy thì chính cái đó nó kích hoạt. Thành ra mình cảm thấy, nếu mà quý vị ăn mà không tỉnh giác á, quý vị ngồi nhai kỹ một lát, mình cảm thấy mình êm êm, mình mơ mơ luôn. Thì cái này nó là thiền trong động. Còn cái mình ngồi thiền bình thường là thiền trong tỉnh, mà mình phải cần cân bằng hai cái đó. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng muốn tu tập thành công là chỉ có nhắm mắt ngồi thiền hoài, thì lúc đó mình cũng không được. Và tại vì nó không có tuân thủ cái định luật hai mặt của vũ trụ. Thành ra khi mà nó kích hoạt được cái đó, nó sẽ làm cho mình càng thư giãn hơn nữa. Và cái đặc biệt thứ ba nữa là quý vị thấy ngay cái tín tùng này thì nó tiết ra thêm một cái nữa là cái endorphin, một cái thuốc giảm đau cực kỳ mạnh, nó tương đương với heroin, có khi nó mạnh hơn cả morphine, nó mạnh hơn cả morphine, mà nó sẽ không có cái tác dụng phụ. Quý vị thấy rằng hầu như tất cả những người văn nghệ sĩ, người ta thường lạm dụng cái gì? Thuốc phiện hay là heroin, chẳng qua là ta muốn đạt được cái trạng thái hưng phấn, và người ta muốn lên một cái tầng như vậy. Nhưng mà hay là khi mà mình bị ung thư, mình bị đau quá, mình không thể chấp nhận được, người ta cho mình những cái thuốc morphine, hay là bây giờ thì người ta không sử dụng heroin trong y học nữa, mà ta chỉ sử dụng cái đó cho những cái cai nghiện hay trong những cái thí nghiệm đặc biệt thôi. Mây trắng lừng lơ như vô tận, mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi là chân như ngờ
đời ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan, ánh đạo vàng thế giới truyền lan.